Thường là lúc mà em cảm thấy xung quanh mình quá nhiều thứ chán ngán, thì anh luôn bằng cách nào đó xuất hiện ở đây. Em hồn nhiên chẳng biết khi nào thì anh buồn hay anh vui, vậy mà anh thì luôn hiểu hết tâm tư của em. Thời gian trôi quá anh còn kiên nhẫn không, sẽ vẫn chờ em phải không, dù có thế nào, dù em đã không nhận ra sớm. Một người luôn thương yêu và luôn chở che, luôn luôn trầm ngâm vỗ về và lắng nghe em. Và em sẽ quay về, chỉ cần anh còn đứng nơi đó chờ em. Tại sao em như bao cô gái khác trên đời anh lại yêu đến thế, còn em cứ mãi mê say nắng bao người ngoài kia. Cứ chẳng hay chẳng biết có một người rất gần mà rất xa, gọi tên em chẳng sai, cô gái ngốc nghếch của ai. Thời gian trôi quá anh còn kiên nhẫn không, sẽ vẫn chờ em phải không, dù có thế nào, dù em đã không nhận ra sớm. Một người luôn thương yêu và luôn chở che, luôn luôn trầm ngâm vỗ về và lắng nghe em. Và em sẽ quay về, chỉ cần anh còn đứng nơi đó chờ em. Và em sẽ quay về, chỉ cần anh còn đứng nơi đó.